Ra ngoài xem xe đi. Đấy, vừa hôm qua mua về xong. Cái gì vậy tình? Sao đầy gạch quá vậy này? Mang gì? Cái này em mang về vứt. Ngoài kia không có chỗ vứt đây. Mang về đây vứt. Xe này bình mới. Cái này thì đẹp. Mới hơn cái kia đúng không? Giá như em xài em cho chị cái này. Xem cái này à? Nhưng mà cái này đi có 7 cây đấy. Thế đi 7 cây hết điện rồi thì. Đây. Có một cái đó anh Hà mang đi làm à? Có cái nào kính như này nữa. Kính như thế á? Thì ăn xuống ở đây của mình mà. Thế hả? Thì mua thêm. À đang sạc à? Đang sạc. Hôm nào nghỉ chị lên em lại mua thêm cho chị một cái kính như này. Kính gì? Thích cái lại mua cái kính này này. Kính này á? Đi đường nó đỡ gió. Đi làm với chị á, đi làm người ốp. Ô cái này của ai đấy? Của họ à? Cái này của họ à? Họ. Chị cứ lấy đi. Em không nói đâu, em hứa em không nói đâu. Lấy được, người ta cứ đề xuất mà không ai dùng đâu. Em trêu ấy. Chị ơi, đi làm cái này này chị ơi. Hả? Này, có cái loại mũ này. Được. Hay là bây giờ ra ngoài mua nhỉ? Sợ xe không đủ điện. Có mũi là được. Cái xe, đây cái xe 7 cây, cho xe 7 cây. Thế đi về nửa đường dắt bộ cái xe mười mấy cây kia không đi, đi xe 7 cây. Chị ngồi thử đi, xe kia em mới mua đây. Hôm qua em mua cho chị đây. Ôi dồi ôi. Cái ổ điện ghê quá. Liệu đầy chưa? Đây chị Yến hướng dẫn đi. Khi nào sạc là phải rút ra. Đây. Sạc xong lại cắm vào. Cắm vào. Không cắm này vào lại bảo là sao xe mới được. Em trông rồi em cưới đi xe hạt điện để đi cả. Không phải yên xuống à? Xe nó thiết kế vậy mà. Đây, từ giờ cho này vào đây đã. Đem ra ngoài xem nào, đem ra ngoài test xem nào. Cẩn thận, đem ra ngoài test xem có ra gì không. Chìa khóa đâu? Chìa khóa đâu tìm? Chìa khóa trong nhà chị Yến vào trong lấy. Trong nhà cái bàn của em ấy. Bàn của em ấy. Đây, không biết là cái nào luôn. Lấy cả hai cái. Cắm vào cái lao vừa thì lấy. Hoa đào này đẹp chưa này? Hả? Yêu á. Ôi, khẩu trang của em thì anh em của em. Lấy lượn đi, cái tay đi. Cẩn thận nha. Dễ nhẹ. Tiếp thử xem nào. Ôi dễ nhẹ. Dễ em đi xe máy. Dễ mà. Tránh ra đây. Tránh ra cho. Chị Yến thử đoán xem xe này bao tiền. Xe này á? Vâng. 6.000. 6.000? Ừ. Chắc chị biết rồi hay sao ấy. Không, chị không biết mà, 6.000. Vậy à? Xe cũ chỉ tầm đấy thôi. 5.500 đến 6.000 chỉ tầm đấy thôi. Chuẩn đấy, 6.000. Xe chị đi xuất rồi. 6.000 bao tiền Việt chị? Hả? 6.000 bao tiền Việt? 42 4.500. 4.500 tiền Việt nha các bạn. Đấy, hai người đi thoải mái luôn. Hả? Mình mua con xe này để tặng tặng chị đi làm thêm. Các bạn thấy xe này có xứng đáng đồng tiền bát gạo. Thôi lượn ra vòng kia thế thôi, mà tính lấy hết điện nữa. Đi hết điện vô. Đây là ta đang tập xe máy. Đây là đang tập xe. Đang tập xe máy. Đang tập xe đạp điện. Lên đây. Đấy mua xe của ông đấy đấy. Mua xe ông đấy á? Anh ơi. Xe này đi được bao nhiêu cây số rồi anh? Xe này anh có biết đâu, đây. Còn xe nào bán không anh? Xe này đi được bao nhiêu cây ấy? Mới mua thêm cây nữa. Anh cũng không biết. Anh xem mấy không? Anh xem có ai bán không? Anh xem còn em mua chiếc cái. Nào bán cho mọi người cái nữa. Ừ. Bán xe anh lấy đi. Đấy anh bán luôn cho bạn này đi. Hay anh bán luôn đi. Anh bán luôn cho bọn em đi. 4 giờ đấy. Còn em mua tặng cho mọi người cái nữa. Chưa về nhà nhưng mà không xong. Xe này mà đạp thì cũng mệt đấy. Không đạp được đi đâu. Tại vì là xe cái em ngon nhỉ, xe này chắc là đi tận Trung Ly thoải mái nhỉ. Bán nó nhỏ. Đấy, xe anh bữa anh sang 10 mùa chứ. Anh lên Trung Ly bao giờ chưa?
Không phải được đi nữa mày à? Hết điện này không có đường về đâu. Thế này đi một mình thoải mái. Đi một mình thì ngon. Một mình chắc là thoải mái, đi một lượt đi. Đi hai người sẽ điện nhanh, còn đi một mình thì chắc thoải mái. Tối được không? Tối á? Của chị còn điện. Chắc là được, nhưng mà có xe không? Có, tôi đã có xe điện. Không được mấy nghìn. Anh cũng biết. Anh hỏi xem thằng xe được khoảng tầm đấy đó. Hỏi xe cũ thôi, xe mới không mua được. Ui. Để anh hỏi coi giả bao nhiêu đấy, coi gì đấy, em gọi cho thông tin được. Tôi có gì đây tí nữa cái nó hỏi giá bao nhiêu đấy. Vâng. Đây anh gọi xuống một lần. Vâng. Ơ thế nơi anh đây đó. Đây có vâng. Tí có gì anh gọi ở Facebook em là được. Có gì anh gọi cho. Vâng. Nói chung là anh đi làm về. Hả? Tối bạn anh đi làm về. Không phải đấy đó, có nghĩa là ông ban kia thì bảo hôm nay có ai lấy xe thử tiêu cho nó cái lão ấy. Xe mới hay sao? Xe cũ. Như cái này chơi. Anh cũng biết, anh cũng có biết đâu. Tại vì là ông kia bảo thì tình bảo như mua thế anh hỏi vậy thôi chứ anh có biết đâu. Thế à? Hỏi thì anh bảo vậy thôi, anh có biết thế. Thôi còn anh đây gọi chứ. Vâng. Anh về nhá. Xe hắn đi ngon phết. Xe hắn đi ngon được. Xe hắn xe mới mà. Xe mới à? Xe mới mới mua xong. Mới mua xong á? Nhìn ngon chứ. Cái đây chắc tầm vạn rưỡi. Tầm đấy. Tầm vạn rưỡi rồi.